Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm Quý Mão, nhằm ngày 22 tháng 5 năm 2003, tôi và bác Hải Già được mời đến dự lễ gọi là ngày giỗ tổ của chùa Tam Giáo. Chùa Tam Giáo nằm ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 4 tháng 4 thì chùa tổ chức làm lễ giỗ tổ. Chùa Tam Giáo thì mỗi năm chỉ có một ngày lễ duy nhất là ngày hôm nay, ngày 4 tháng 4 hàng năm. Các Phật tử cũng như là các khách thập phương và bà con trong xã đã có mặt khá đông từ sáng sớm. Chào các ba. A Di Đà Phật. Dạ. Chào các ba. Dạ. Chào chú. Dạ. Chú khỏe chứ? Khỏe. Dạ. Xong chưa? Chốt chúng ta về nhà.
Kính thưa toàn thể các quý vị và các cụ ông các cụ bà. Vâng, thưa các quý vị, như các quý vị chúng ta đã biết, cách đây gần 800 năm dưới triều vua Trần Nhân Tông, có một bậc kỳ nhân con trai duy nhất của một vị quan tể tướng đương triều đã ra đời. Bậc kỳ nhân đó đã bỏ qua tất cả gia tài, điền sản của một bậc danh gia vọng tộc để xuất thế đi tu và đã thành chính quả tại chùa Tam Giáo quê hương chúng ta, nơi mà trước đây theo một sự tích là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp mà Chúa trị danh hơn 300 năm nhân vật. Nhân một lần vi hành đã ví đó là vùng tiêu tương bát cảnh của trời Nam. Với tài năng phi thường phàm xuất chúng, mức độ anh linh tuyệt thế của mình, người đã được các vương triều phong kiến và vua Chúa Đại Việt trước đây sắc phong là Bồ Tát Chân Nhân, Đức Thánh Tiên Ưng, Đại Thành Hoàng Thành Tổ và núi voi, nơi có ngôi đền mà hàng năm chúng ta vẫn khói hương thờ phụng, cũng chính là nơi người đã hiến thánh về trời sau khi đã tu thành chính quả. Thưa quý vị, nếu như ánh hào quang về võ công văn trị của các vương triều Trần đã mãi tỏa sáng trong lịch sử của dân tộc Việt, thì huyền tích về mức độ anh linh của Đức Thánh Tiên Ưng cũng xuyên qua tất cả các vụ bằng thời gian và báo dung lịch sử đã và đang tiếp tục tỏa sáng trong tâm thức của bao thế hệ những người con dân trong chùa và du khách thập phương trên mọi miền đất nước đã từng biết về người với tất cả niềm tự hào trân trọng thiêng liêng trong suốt chiều dài lịch sử của gần 8 thế kỷ trôi qua, và giờ đây đã trở thành tài sản tâm linh vô giá của dân trong thôn và du khách thập phương. Đến với người là đến với Phật pháp vô biên từ bi hỷ xả, đến với cõi tâm linh trong sáng xuân thu ngập lửa thối gian và làm dịu đi nỗi nhọc nhằn và cảm những cõi tâm ơi trời ơi thiên nhân thế hướng về người là hướng về những điều thiện sống thiện và làm điều thiện, là rời xa tâm độc, rời xa những thâm sân si thù hận nhỏ nhen và cái nhân vô lối khiến ta mãi không lớn nổi thành người. Người cũng là vị thần hộ quốc an dân, người đã hóa thân vào tất cả mọi nhà, là cụ già trông trẻ chẳng thưa mà nhà nào cũng có, là nhà sư thái thuốc phương xa chẳng vậy mà những người an thân cụ thế, là vị thần mà chẳng kinh cảnh hơn quân hoặc của đều hoặc hoàng sợ kiếp khi đủ đến hai người. Người mà là Phật là thần đã quan tài bắt đầu sống cho cả chúng ta, và điểm xuất phát là chính là làm mức độ, là lòng nhân ái mênh mông, là tình thương yêu con người mà chúng ta đều có thể có được và học được từ người. Người chính là vị thánh, vị thành hoàng làng và các vị tiền nhân của bao thế hệ cũng như chúng ta, và muôn đời con cháu khói hương thờ phụng với tất cả tấm lòng thành kính nhất ơn trân trọng tự hào. Thưa các quý vị, tiền nhân đã có câu: sông không sâu nhưng là nơi rộng muộn, núi không cao nhưng là nơi thiên ở, thì đó là cõi linh thiêng, là nơi đắc địa và núi voi, nơi có đền thờ Đức Thánh Tiên Ưng, chính là nơi như vậy. Chẳng thế mà trong suốt chiều dài lịch sử gần 800 năm qua đã có rất nhiều bậc tài nhân quân tử đã tiến hành hương về để lại dấu ấn tại chùa. Vị quan nhân nổi tiếng là đài danh là Thánh Hoa Nguyễn Huy Hoành, và đặc biệt là bảng nhân Lê Quý Đôn, một vị trọng thần của triều Lê Trịnh, nhà báo bác học Việt Nam tài ba thế kỷ 17, trước khi thành danh đã từng là con cầu tự tại nơi này. Kính thưa các bậc cao niên, các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn, cùng những người con xa xứ đã trở về đoàn tụ nhân ngày lễ tri ân Đức Thánh rằm tháng 6 năm nay. Vâng, lễ Thánh tri ân ngày về Đức Phật tri ân ngày 4 tháng 4. Ai sinh ra cũng đều có một quê, một mong một quê sẽ mãi mãi thăng hoa kết trái trong trái tim mỗi người, tạo ra những động lực tinh thần vượt lên khó khăn, vượt lên chính mình, kết nối và những đóng góp thiết thực cho quê hương ta ngày càng giàu đẹp. Quê hương là thế, hãy nuôi lớn tình yêu quê hương, hãy tham gia đóng góp và cống hiến tất cả những gì
chỉ có thể cho quê hương ta ngày càng tốt đẹp, mạnh giàu, và ai đó dù là quân nhân hay là những người dân bình thường đã sinh ra từ mảnh đất này, xin hãy đừng bao giờ là khách trọ trên chính quê hương mình. Đó là tinh thần, là thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi đến tất cả các quý vị, các hộ gia đình và nhân dân trong thôn, trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày chuẩn bị lễ hội. Ban tổ chức xin được chuyển tới các vị quý khách, vị và các gia đình chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và nhiều gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn A Di Đà. Tiếp theo chương trình của lễ hôm nay, tôi xin kính mời ngồi kế những vào dâng hương để xin mời các cụ ngồi tổ tế. Xin mời tổ tế lên để làm lễ dâng hương ạ. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, do những người cao tuổi là những người trong làng đứng ra tổ chức các nghi lễ dâng hương, dâng hoa quả. Thank you.
tuổi, không con thì sẽ không có cái gì được. Chảy gạo như đấy, chảy gạo đấy, gọi là hàng tiền hàng gạo đấy. Thế là cái ông tham quá là ông đem ông đục to ra, thế là sẽ đem ra hết gạo, chảy toàn nước. Đấy cái sự tích đấy. Dạ. Mệt lắm,
trước kia là bé trẻ con là đi bò vào đây tắm, tắm nó chảy mồ hôi rất nhiều, rất mát luôn. Thế này bây giờ chua lấy để sinh hoạt đúng không ạ? Nước sạch đấy. Nước sạch lắm, nước này thì tuyệt vời. Sạch mà mát. Ngày được an vui trong niềm an đà. Cụ là người, vâng thưa quý vị và các bạn, trước mặt chúng ta là cụ Gạo, là năm nay đã 90 rồi. Chưa, 84. 84, không sắp xí sát 90. Cụ là người đã khởi tạo lại ngôi chùa này. Trước thì trước đây là do giặc Pháp đánh phá hỏng chùa. Và sau là cụ là người đứng ra là tổ chức. Thứ nhất là cụ dùng những công sức rồi các thứ vật chất rồi là sức khỏe của mình, cũng như là kêu gọi bà con ở trong làng trong xã rồi những mạnh thường quân hảo tâm ở các nơi góp công góp của về xây dựng lại ngôi chùa bề thế như bây giờ. Đây là cụ Gạo. Vâng, mà bây giờ sáng nay là con được nghe cái bài hát về cụ, nghe bài hát ca ngợi cụ rất là ý nghĩa. Dạ, đấy là được bà con trong làng là ghi công đức, tri ân bằng những cái giai điệu âm nhạc để đời đời nhớ đến công lao của cụ Gạo chúng ta. Dạ. Đây là ngôi chùa cụ đã dựng lại. Thì cái ngày thánh tặc tượng đây thì thầy sẽ giúp đỡ cho già thôi. Nhưng mà ăn vị tượng thầy không làm được, thầy phải đi sang Pháp rồi. Thì để thỉnh xuống Phật giáo ở tỉnh Hà Nam, thầy nhận. Thế là tôi lại đi xe về Hà Nam. Thì lại là toàn trưởng hội của tỉnh Hà Nam, gặp ông toàn ông tỉnh gài chứ đâu phải gặp các ông sư gần đây đâu. Không có. Xong là về đến tỉnh Hà Nam nói thì thầy ấy bảo nếu thế thì mới lại may quá là thầy biết ở Thầy Yên ấy. Chắc không rõ anh cũng quay ở chùa Thầy Yên đây gì? Chùa Đức Thánh Thiên Ông ạ. Phương Đèn, Phương Đàn, anh có làm đấy không? Chưa, con chưa vào. Chùa Phương Đàn mới lấy hôm nọ đấy. Dạ. Chùa Phương Đàn thế là hôm nói thì là thầy mới mời thầy Phương Đàn đấy ra. Đấy là chùa Di Khánh. Thầy đưa học ở đấy. Thế là mời mới bị giao cho thầy Phương Đàn là chùa năm giáo có công việc gì thì giao cho chùa Phương Đàn có trách nhiệm. Thế là chùa đấy có thế. Chứ còn từ khi ngày để khóa quy được mấy khóa quy, năm khóa quy chùa Phương Đàn, thầy để đi quy cho dân lòng ăn thừa. Đấy. Thế còn tất cả những cái việc mà cúng bái lễ việc vân vân mà là toàn tôi làm hết. Cho đến ngày hôm nay. Nếu còn sợ tại làm. Nhưng mà còn các Phật tử thì có trả lời mấy, có lời với tôi đây này. Cụ ơi, cụ mời sư. Tôi bảo cái này thì báo cáo địa phương. Địa phương nhất trí thì tôi mời sư. Mà nếu mà địa phương bảo không nhất trí thì tôi chịu, tôi không mời được. Có phải? Đây là cụ Gạo năm nay 84 tuổi. Chắc cụ vẫn còn khỏe lắm. Thế này mà bảo là không mời được. Đây. Điều hòa mở chạy âm bầm và bảo không mở được. Bây giờ này nhá, tôi không trả công các cậu. Thôi cụ ơi, cậu uống nước, cầm đấy. Cầm đấy. Dạ, tụi con không dám đâu. Không dám nhận. Cụ. Con chỉ thôi, bọn con rất là biết ơn cụ nhưng mà không dám nhận. Bọn con thì lên thứ nhất là để được biết chùa, thứ hai là thực hiện cái nguyện vọng được chứng kiến cái buổi lễ và quay phim để giới thiệu với khán giả, cũng là vừa thỏa hiện cái sở thích của bọn con, vừa được vãn cảnh chùa, vừa được thăm cụ, thế là quý hóa rồi. Chứ bây giờ để nhận của cụ nữa thì thôi, cảm ơn cụ. Đây là các uống nước chén nước thôi. Dạ, được rồi. Tất cả mọi thứ rồi, được hưởng thụ lộc của cụ rồi, nước rồi, tất cả mọi thứ rồi. Cái này bọn con phải từ chối, không dám nhận. Thôi, dạ.
Vâng, con vâng. Con nói một này, cái bữa gần đây, dạ, từ tuần trước thôi. Vâng. Bạn bị hậu phổi dày. Như vậy là như nãy cô nói, là những thanh đồng ấy, là lên ấy,